xin kìa. Hả? Trời ơi, cái gì chua chua. Ôi trời ơi. Thôi ghê quá Lì ơi, mẹ không thích hôn miệng đâu Lì ơi. Hai baby. Trời, ngã xuống chị gì vậy? Hả? Lấy Lì quậy. Lấy Lì là phải con khỉ không? Lấy Lì con khỉ phải không? Hay là Lì là con rabbit. Lấy Lì con khỉ hay con rabbit. Rabbit là con gì ta? Là tiếng Việt là con gì ta? Rabbit. Con thỏ. Lấy Lì. Con khỉ hay con thỏ? Lấy Lì. Lì, con là con khỉ. Hey, đừng có nắm tóc chị, chơi kỳ quá, đau chị đó. Đây, các bạn ơi, chồng thị đang vào bếp nấu đồ ăn. Với chị cướp chưa rồi, hả ní? Interview. Với chị cướp chưa rồi. Play-Doh. It's gonna be a penne pasta with an Alfredo sauce. Pasta? Yeah, alright, so we have this sausage that's pork and venison. So. Rồi, đây đó, chồng thì đang nấu, nấu gì thì cũng biết nữa. So I put a tiny bit of hot breakfast sausage in here. Yeah. Just to get the oil off of there and add a little bit of extra flavor. The food one name, honey. A new idea? Maybe a penne Alfredo. A new idea, right? Yeah, like a. I guess you call it a penne Alfredo. Này chồng thị đang làm. Hôm nay tối thứ sáu mình không nấu đồ ăn để ông nấu. Ông nấu các bạn ơi. Ông Mỹ nấu đồ ăn cho vợ. À, cái này là cái món idea của chồng thị nghĩ ra cho nên cũng biết tên nó gì nữa. Ok, lấy đồ vô mix cho anh em, ok. I'm sure it's been done, but it's an Alfredo and penne. So it's going to be a venison penne Alfredo. Fredo. Venison. 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 Penne. Penne. Alfredo. Fredo. Fredo. Oh. Okay, I go sit down. Wait for. Yummy food. Huh. Hopefully. Why? Yeah, it's so yummy, honey. Cook yummy, honey. Not hot, but it's the yummy. Ờ, cũng đang nấu rồi các bạn ơi. Hey, hey, hai đứa kia. Làm gì mà la bể nhà bể cửa vậy? Trời ơi, hai đứa, cái miệng của bà nhỏ đó các bạn. Bà nhỏ mà cái miệng bà to lắm. Này. Mấy chú gà, chú vịt nhà hỉ nè các bạn ơi. À. Nhà này, cứ ấp ra từ từ vậy đó. Nhớ lần trước thì bị mắc hết mười mấy con vịt trong các bạn. Lần này thì ấp thêm nè. Được 4 con vịt, 3 con gà. Nhiều hơn lắm. Con đâu phải là con mèo. Con là con khỉ đột chứ con mèo gì. Không phải, con là con khỉ đột. Hả, mẹ đâu có là Hello Kitty. Hả? I'm Hello Kitty. Không, mẹ không có thích Hello Kitty. Now do you like me? Mẹ thích là thích cái gì phải không? I'm Hello Kitty from now do you like mẹ, me? Mẹ like là mẹ like Daddy. Oh. I like Daddy. Hả? I like Daddy. Cái gì? Xong rồi hả honey? Oh, rồi. This is the venison Alfredo here. Yeah. All right, now okay. Oh, okay. Chơi vô luôn hả? Yeah, that's what I was saying. I think we need. Chơi vô luôn. Ôi rồi, đủ rồi hả ni ơi, không có cần. Không đâu, đủ rồi. Một bịch được rồi. So, how we're gonna do it is, I'm gonna mix this in like this. Mm-hmm. And then I'm gonna add a little extra cheese on top, and then I think I'm gonna fold in sour cream. Oh, wow, look yummy, huh? It's a contrast, not contest. Mọi người thấy cái vị của ông, cái ông làm nha, nhưng mà cái vị nó khác nha các bạn. Các bạn hả, thấy nó cái là cái sáp trắng ha, nhưng mà cái vị nó rất là lạ. Ông cho cái gì vô đó thì cũng không biết nữa. Nếu mà quay hết luôn á thì nó dài lắm các bạn ơi, quay sơ sơ thôi. Tại cái này là
ông xã thì nấu cho nên thì cũng lười quay lắm, quay sơ sơ vậy nè. À, cho quá trời phô mai vô vậy. Oh my, it look yummy. For my. After this is melted down, then we'll turn the heat off, add a little sour cream, and then let it sit. Wow, the sour cream did you, huh? Yeah, I just want to try it. Oh, okay. Be different, something new. Okay. You're on creation. My own creation. You're on creation. My invention. Invention. Heart, I don't understand. Có con vợ gì mà nói nó không hiểu gì hết trơn rồi các bạn ơi. Có những cái từ nó khó lắm. Ôi trời, sour cream. Trời, cho cái kem sour cream vô luôn các bạn. Wow. Ôi nó béo ngậy luôn. Nó béo tới não luôn các bạn ơi. Wow, nhìn kìa, béo tới não luôn rồi. Kiểu này ăn chút thôi chứ ăn nhiều kiểu này là oh my god, look so yummy. Yeah, I was gonna fold in cream cheese too, but we didn't have any. Wow, a lot of calories. That's good for Lily. Lily number one didn't need a lot of calories. Look at that. Yeah. Ooh, look at that. Yummy. Rồi, bây giờ nấu gì vậy, honey? Well, here we got some bear fat, so we're going to melt the bear fat. Oh, bear fat. We have the preconditioned pan, so I use pig fat, because bear fat's a little harder to come by, right? So I use pig fat to condition the pan, and then I'm going to melt this bear fat down. And this bear fat we got from a friend, and it was off a fall bear, so it's really got a lot of, or spring bear, whichever one. Anyway, it's really got a lot of berry flavor and smell to it. So bear fat là mỡ của con gấu á các bạn. Mỡ của con gấu này là bạn của chồng thì cho. Quý lắm nhà cho con hũ đó đó. Còn bison này. Burger. Bison burger? Yeah, buffalo, American buffalo bison. Bison, buffalo. Nó dạng giống như là bò gừng á các bạn. Là bò gừng của Mỹ á. Gọi là bison hả? Thì chồng dịch ra tiếng Anh, tiếng Việt là gọi là, nó gọi là bò gừng. À, bò gừng chiên với bear fat, bison and bear fat. Wow, it's yummy. Yeah, and deer sausage. Yeah. Oh my. Còn này là số xịt từ ở con nai nha các bạn. Cái số này nè, hồi nãy cắt mà thì không có quay á. Nè mà từ thịt nai. Oh my god này, yummy dinner. Woo, yeah. Woo. Hôm nay ăn là bò gừng với lại thịt đìa với lại mỡ gấu. Trời, ăn uống vậy đó còn gì bằng nữa không các bạn? Nó đâu có khó đâu các bạn thấy không? Thủy mà chồng Thủy mà muốn ăn đồ ăn Mỹ là ổng vô bếp thôi. Cuối tuần ổng nấu thôi, ổng không có khó đâu, ổng dễ lắm. Ông xã thì rất là dễ luôn. Mà ổng nấu thì ngon hơn mình. Tại vì món Mỹ mà món ổng muốn nấu mà. Cho nên là ổng vô ổng nấu cho vợ cho con ăn luôn. Đó, thấy không? Ngày mình nấu cho ông ăn tiếng ngôn Việt, ông nấu cho mình món Mỹ mà các bạn thấy cũng dễ mà đâu khó. Trời ơi, nhưng mà cái này là bò gừng đó các bạn. Bison hả? Bison. Oh. Ok. Giờ anh xã của em sẽ chuẩn bị cho tất cả mọi người đủ trong mấy dĩa nè các bạn ơi. Để anh xã em làm nha. Đây nè. Đó. You're welcome. Go sit down. Ăn đi, ăn đi. Ngon không? Không. Con ăn đi. Ngon quá xinh. Ngon không mê dư kê? Ngon hà, cảm ơn đã đi đi. Yeah.
ready. I love it when you make this kind of food. Really? Mm-hmm. What's he say? I love it when you make this kind of food. That's some good bison burger. You love and daddy making food? Mm-hmm. You love making food? Oh. You love daddy making it's food? It's good on my dress. Không sao đâu, ăn đi, hồi mày thay đồ cho. Ăn đi. Trời, ăn mà còn ôm cái mền nữa, Lì ơi. Mm. Con ăn con ôm cái mền chứ dạ, đưa cái mền cho mẹ đi. So yummy. À, vậy hả? Trời ơi. Honey. Good. So yummy. Oh, good. Yeah. I love that food. Oh, daddy happy. Very happy. Told you. Yum, yum, yummy, yum, 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 honey. I tried to bite myself. À, trời ăn ngon chưa? I've tried this with this before. It's so yummy. You tried it before? Mm-hmm. Daddy first time cook that. Ba mới lần đầu nấu cái món này mà con đó before gì mà before. Tám bị mới nấu lần này cái nó. Con ăn đi mí á, con biết không cái này? Hả? Trời ơi. Bây giờ thì sẽ ăn thử cái thịt bò gừng này coi các bạn ơi. Nó làm sao ha? Cái gì nó làm sao ha? Bây giờ thì sẽ ăn thịt bò gừng. Ngon. Mà cái gì nó ngon, lạ lạ. Mà cái này mắc lắm các bạn. Thịt bò gừng này mắc dữ lắm. Hả? I'm watching Disney. À hả, con coi đi. Được rồi, coi. Rồi, bây giờ thì bắt đầu ăn thịt. Cảm ơn ông bà cô chú anh em và các bạn nha. Nếu mà channel của thị xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Honey. Honey. Yes, my love. Xin cảm ơn kìa, cảm ơn mọi người. Không, cảm ơn. Không, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh em. Anh em. Nội bài. Nội bài. Tất cả. Đó. Chỉ gì đó đó, mắc cười quá.